Xin chào tất cả mọi người đang theo dõi kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh gửi tới quý khách hàng một cái dự án ở phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Dự án này thì có 7 căn và đã bán tổng là 3 căn rồi, hiện tại chỉ còn 4 căn thôi quý vị ạ. Ngõ trước nhà 2m, cách với trục đường ô tô đi lại 50m. Mời quý vị theo em vào vị trí cụ thể của ngôi nhà này. Hiện tại với cái ngôi nhà này Ngọc Ánh quay gửi tới quý khách hàng, căn nhà này là lô góc hai mặt thoáng nha quý vị. Đó. Và thông số nhà như sau. Hướng nhà là hướng đông bắc. Diện tích của ngôi nhà này là 32m2, đã có đầy đủ sổ đỏ riêng biệt chính chủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước được lắp đặt xong xuôi rồi nha mọi người. Ở đây thì còn lại 4 căn và căn thấp nhất là 2.300.000. Căn Ngọc Ánh đang quay ở đây giá là 2.400.000 và với cái nhà này thì quý vị chỉ có khoảng tầm 700.000 đồng thôi là đã có thể sở hữu rồi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý khách hàng vay trong vòng tối đa là 20 năm và tối thiểu là 3 năm. Tiện ích xung quanh của căn nhà này thì không thiếu một cái gì nha mọi người. Gần với trường đại học kiểm sát, gần với lại trục đường chính Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần với lại cái đường đi ra Hoài Đức, gần với là cái trục đường Lê Văn Lương Thanh Xuân. Vậy thì mời mọi người theo em vào khám phá căn nhà. Căn nhà này thiết kế như thế nào? Với cái mặt tiền của ngôi nhà đây, như mọi người thấy ở cửa chính ở đây, cái lô góc này thì rất là thoáng, hướng nhà thì là hướng đông bắc và còn lại ở đây là còn hướng tây nam nữa nha mọi người. Quý vị nào mà không hợp hướng đông bắc mà hợp hướng tây nam thì vẫn còn có sự lựa chọn cho mình. Ngọc Ánh sẽ quay cái căn lô góc này cụ thể gửi tới quý vị. Cái phần cửa chính của ngôi nhà thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Mời mọi người theo em vào tầng 1 của ngôi nhà. Với căn nhà 32m2, thiết kế và xây dựng là 5 tầng nha mọi người. Sổ đỏ chính chủ, giấy phép xây dựng đầy đủ. Phần hoàn thiện của ngôi nhà cũng gần như chỉn chu hết rồi, mọi người chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Cái phần hoàn thiện đây thì cái gạch lát nền kích thước 60-60 vân đá và cái tông màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là tông màu vàng nhạt nha mọi người. Căn nhà này nó có cái điểm đặc biệt đó là mặt nó là cái lô góc. Ở đây còn có một cái cửa nữa nha mọi người, cửa ngách này nữa rất là thoáng mọi người ạ. Với cái hướng cửa ngách này thì nó là đông nam cho nên rất là mát nha quý vị. Đó, phần trần thạch cao đã được hoàn thiện gần như đầy đủ, chỉn chu hết rồi. Hệ thống điện, hệ thống nước, hệ thống trần thạch cao, rồi là đèn LED tiết kiệm chiếu sáng. Nói chung, căn nhà này thì chỉ việc dọn đồ về và ở ngay. Chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên cho quý khách hàng. Đây là phần phòng khách và phía tầng 1 của ngôi nhà thì còn có phòng bếp nữa nha mọi người. Đây là phần phòng bếp của ngôi nhà đây. Thiết kế cái tủ bếp của ngôi nhà thì đã được thiết kế là tủ gỗ mọi người nha. Đây ạ. Phụ kiện bếp đi kèm chất liệu inox 304. Với cái không gian của cái ngôi nhà này thì nó nhỏ nhắn xinh xắn thôi, nhưng mà với cái dung tích, với cái công năng sử dụng mọi người ơi thì yên tâm, mọi người tí nữa sẽ cố gắng xem hết video của Ngọc Ánh nhá. Ngoài ra mặt bếp thì được lát đá granite và xung quanh bếp thì là được ốp kính ốp bếp rồi. Phòng tầng 1 còn có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh thì đầy đủ hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà nha quý vị. Đó. Phía phòng khách với lại cầu thang được ngăn cách bởi một cái vách gỗ CNC ở đây. Nhìn nó cũng khá là xịn sò đúng không ạ? Đó. Mọi người có thể trang trí ở đây được. Với cái vị trí ngôi nhà này thì đi tới trung tâm thương mại Yomo nó rất là gần nha mọi người. Rất là gần, đi lên tới trung tâm Hà Đông cũng vậy. Và nó rất là gần những cái tiện ích xung quanh trường học, ủy ban nhân dân cũng như là các bệnh viện lớn của Hà Đông. Vậy thì tầng 2 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em. Và quý vị ơi, khi mà bắt đầu đặt chân lên trên phía tầng 2 thì Ngọc Ánh giới thiệu với mọi người toàn bộ mặt bậc của bậc cầu thang từ phía dưới tầng 1 cho tới lên phía tầng 5 của ngôi nhà đều được lát đá granite. Và cái tay vịn cầu thang cũng vậy mọi người nha, từ phía dưới tầng 1 cho tới lên phía tầng 5 toàn bộ là gỗ lim Nam Phi. Bước lên trên phía hành lang đi lên tầng 2 đây khá là rộng, toàn bộ được lát sàn gỗ công nghiệp mọi người ạ. Với căn phòng ngủ này thiết kế như thế nào? Đây. Đó, mời quý vị có thể ngắm nghía trực tiếp qua cái video cùng Ngọc Ánh. Bởi nó là lô góc cho nên mọi người có thể đếm giúp em đúng không ạ? 1, 2, 3, những 4 cái cửa sổ cơ ạ. Đó, những 4 cái cửa sổ rất là thoáng.
đi ra Lê Trọng Tấn thì rất là gần, cách chỉ tầm 200m thôi là ra tới chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học, các bé tiểu học thì có thể đi học, đi bộ cũng được và tự về được mọi người nha, bởi vì nó rất là gần với cái vị trí nhà này. Trên cái phía tầng 2 phòng ngủ thì được thiết kế theo kiểu hình sức master, có nghĩa là phòng ngủ lớn và có cái phòng vệ sinh ở phía bên trong. Toàn bộ tầng 2 phòng ngủ thì được lát sàn gỗ công nghiệp. Đồng thời phía tầng 2 cũng vậy, thiết kế đầy đủ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện, cửa sổ thông thoáng bốn bên luôn. Và cái ngôi nhà này, cái căn phòng ngủ đều được lắp đặt sẵn ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa rồi nha quý vị. Căn nhà thì vô cùng hợp lý, quý vị anh chị nào mà có khoảng tầm 7 đến 800 triệu tiền mặt mà muốn sở hữu cho mình cái ngôi nhà ở vị trí phường Dương Nội này thì vui lòng liên hệ ngay với Ngọc Ánh nhé. Phía tầng 2 đây có một cái căn phòng vệ sinh rất là rộng mọi người ạ. Đấy, mọi người có thể theo dõi giúp em. Nhà vệ sinh thì đầy đủ hệ thống bồn cầu, hệ thống thiết bị vệ sinh, hệ thống sen kê tắm nóng lạnh. Và cái màu sắc ở đây mọi người có thể nhìn thấy không? Khá là hợp lý. Và cũng cửa sổ ở đây, trong nhà vệ sinh cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Cửa nhà vệ sinh thì được thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và cửa thông phòng thì được thiết kế toàn bộ là cửa gỗ nha mọi người. Đây ạ, review chân thật, quá là chi tiết luôn ý. Quý vị anh chị nào mà có nhu cầu tư vấn nhà khu vực này hoặc là bất kể khu vực nào của quận Hà Đông thì gọi ngay cho em nha. Mời mọi người theo em tiếp theo khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Tên tên, và đây là phía tầng 3 của ngôi nhà mọi người ơi. Với tầng 3 này thì cũng được thiết kế tương tự với cái căn phòng ngủ ở dưới tầng 2, cũng là phòng ngủ và một phòng vệ sinh, cửa sổ thì thoáng bốn bên luôn đó. Với cái căn nhà này lô góc mọi người ạ, nên là cái ưu điểm của nó, ưu điểm lớn nhất của cái căn lô góc thường thường chủ đầu tư nào cũng thế là thiết kế xây đua từ trên phía tầng 2 ra khá là rộng, xây đua cả hai phía, cho nên là cái gian phòng ngủ này nó rất là rộng nha mọi người. Nó phải rơi vào khoảng tầm 17-18m² ấy mọi người ạ. Đó. Tầng phòng 3 này cũng vậy, được lát toàn bộ sàn gỗ đầy đủ rồi. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Từ vị trí camera mà chiếu tới Ngọc Ánh nó rất là rộng. Đồng thời tầng 3 cũng vậy, thiết kế đầy đủ phòng vệ sinh ở phía bên trong, rất là tiện lợi. Nói chung tùy từng căn mà mọi người thường xem Ngọc Ánh review. Có căn thì thiết kế phòng ngủ bên ngoài, có căn thì thiết kế phòng ngủ bên trong, có căn thì thiết kế ở giữa hai phòng ngủ. Nhưng mà bản thân cá nhân Ngọc Ánh thì lại thích là cái căn phòng ngủ mà có nhà vệ sinh ở phía bên trong như thế này. Căn kiểu ngủ master thì nó khá là hợp lý hơn. Đó, đây là cái căn nhà vệ sinh ở phía tầng 3. Thì nó thiết kế cũng tương tự như tầng 2 thôi mọi người ạ. Nhưng mà cái màu gạch ốp của cái tầng 3 này, cái nhà vệ sinh này thì Ngọc Ánh khá là thích. Bởi vì là cái màu của nó khá là đẹp, sạch. Với lại so với như thế này thì dọn dẹp sạch sẽ, các chị em phụ nữ là cũng khá là hài lòng với cái màu này mọi người ạ. Nó không quá sáng mà nó cũng không quá tối. Đây là tầng 3 rồi, hai phòng ngủ riêng biệt. Vậy thì tầng 4 thiết kế như nào? Mọi người theo em. Với phía tầng 4 của ngôi nhà thì mọi người có phát hiện ra cái điều gì nó khác hơn không ạ? Có khác ạ. Trên tầng 4 của ngôi nhà thì không lát sàn gỗ nữa mọi người nha. Trên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế nó khá là đặc biệt một chút. Là ở đây là có cái cửa sổ này, ở phía hành lang này, mở ra này. Wow, rất là mát. Đây, mọi người có thấy tóc em bay không? Mát cực kỳ luôn ý, bởi vì cái cửa này nó hướng ra phía đông nam mọi người ơi, mát lắm. Và tầng 4 của ngôi nhà tiếp theo, thiết kế ở đây là khu vực để máy giặt nha mọi người. Đó, rất là thoáng, khu vực để máy giặt hẳn một khu luôn ý. Hợp lý đúng không ạ? Tiếp theo còn một gian phòng ngủ nữa mọi người ơi. Đây, đây nha mọi người. Như vậy, căn nhà này thiết kế là 5 tầng, có 3 phòng riêng biệt. Đó, và 3 phòng vệ sinh, khu vực để máy giặt riêng này, và khu vực bếp, rồi phòng khách riêng, nhà lô góc, giá chào hợp lý, sổ đỏ đầy đủ, chính chủ rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước xong xuôi. Mọi người có thể nhìn thấy căn nhà này chỉ việc dọn đồ về và ở thôi nha mọi người. Đấy, cửa thông phòng đây, toàn bộ là cửa gỗ nha. Phần còn lại của ngôi nhà chắc chắn là mọi người đang tò mò là lên tới tầng 4 thì vẫn chưa nhìn thấy sân phơi đúng không? Thế thì mời mọi người theo em lên trên phía tầng 5, chắc chắn là phần sân phơi ở trên đó rồi mọi người. Tầng 5 này thì thiết kế như thế nào thì mọi người có thể nhìn qua video rồi đúng không ạ?
Nói chung là chủ đầu tư toàn bộ đã lợp mái tôn cũng như là chuồng cọp ở xung quanh rồi, rất là an toàn nha. Rất là mát, trời ơi. Đang đứng dưới tầng 2, tầng 3, tầng 4 lên trên này, không muốn xuống dưới tầng nữa mọi người ạ. Bởi vì dưới kia thì thường thường mà chưa có chủ nhân ở thì các cửa sổ đều đóng kín, nó rất là bí. Nhưng mà lên tới trên này khác thì nó khác luôn. Đó, rất là mát. Quý vị nào mà yêu thích cây xanh, quý vị nào mà yêu thích hoa lan, hoa hồng thì cái không gian này nói thật là không thể chê được mọi người ạ. Đây mọi người có thể nhìn thấy không ạ? Đấy. Mà Ngọc Ánh như chia sẻ rồi, trên phía tầng 5 của ngôi nhà đây có bồn nước đấy nhá mọi người nhá. Căn nhà này là Ngọc Ánh review khá là chi tiết đến mọi người. Bồn nước đây. Bồn một khối nhá quý vị. Đó. Và phía tầng 1 của ngôi nhà là đã có bể ngầm 2 khối 8, có hệ thống máy bơm nước tự động, khi mà ở trên này hết nước, ở các phòng hết nước thì nó sẽ tự động bơm nước nha mọi người. Đấy. Vậy thì mọi người ơi, mọi người có thể nhìn giúp Ngọc Ánh một chút xíu nữa thôi, là xung quanh của cái khu vực nhà này thì khu dân cư vô cùng đông đúc. Bên cạnh đấy, cây xanh vẫn rất là nhiều nha mọi người. Với cái vị trí ngôi nhà này vô cùng thông thoáng, rất là mát. Từ vị trí của cái căn nhà này mà có thể nhìn thấy The Pride Hải Phát Hà Đông mọi người ạ. Và nó đi ra tới ngã tư Lê Trọng Tấn rất là gần. Đồng thời, từ vị trí ngôi nhà này mà nó ra tới nhà văn hóa này, Ủy ban Nhân dân phường Dương Nội này, nói chung là gần lắm mọi người ạ. Vậy thì mọi người muốn biết thêm thông tin và quý vị nào mà có nhu cầu hỗ trợ vay vốn ngân hàng thì vui lòng gọi điện ngay cho em Ngọc Ánh, số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nha mọi người. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em, nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin của Bất Động Sản Nhà Tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.